Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hôm nay thì Thi sẽ nói về cái vấn đề điều kiện bán của chung cư nhà ở xã hội nha mọi người. Trước thì hay nói về điều kiện mua. Đó. Thì cái vị trí chúng ta đang quay là cái hình ảnh của chung cư Lamer nha. Đây, đây là một cái dự án nhà ở xã hội phải nói là thành công và vị trí khá là đẹp ở hiện tại tại thành phố Quy Nhơn nha. Đó, top đầu luôn. Thì giá căn hộ ở khu vực này thì nó sẽ giờ khoảng 800-900 triệu mọi người. Sắp mở mới một số căn nữa rồi. Mọi người quan tâm thì liên hệ 0902-088-277 nha. Đó, thì trước khi mà chúng ta nói đến lại với cái điều kiện bán thì chúng ta nhắc sơ qua về điều kiện mua nha. Sơ qua thôi. Tức là điều kiện mua có rất là nhiều cái điều cần phải lưu ý. Tuy nhiên cái ba cái vấn đề cốt lõi mà mọi người cần phải lưu ý này. Thứ nhất là bạn chưa sở hữu bất động sản này. Thứ hai là bạn không có hợp thế thu nhập cá nhân này. Đấy. Và trước là có là người ở địa phương nhưng mà nay thì nó thông thoáng hơn thì người ngoài địa phương và chưa sở hữu bất động sản vẫn sở hữu được. Thì hai vấn đề là chúng ta cần lưu ý, đó là về thế thu nhập cá nhân và chưa sở hữu bất động sản nha mọi người. À vâng mọi người, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái điều kiện bán nhà ở xã hội nha mọi người. Thì cái đối tượng mà các bạn có thể bán được nhà ở xã hội thì nó có 3 đối tượng này. Một là bán lại cho ban quản lý chủ đầu tư dự án này. Đó. Hai là bán lại cho người có thuộc diện là như bạn hiện trước đây á, là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Đấy. Và thứ ba là bán lại cho người tự do không thuộc diện mua nhà ở xã hội. Đó. Thì cái vấn đề cần lưu ý ở đây là ở đối tượng thứ ba mọi người. Khi mà mọi người mà bán cho những cái đối tượng mà không thuộc diện mua nhà ở xã hội ấy, thì mọi người sẽ phải chịu thêm một cái khoản phí thuế. Đó là cái 50% cái khoản mà tiền sử dụng đất khi mà mọi người được phân bổ về cái mặt sàn của căn hộ của mình ạ. Đấy, hai đối tượng đầu tiên thì mọi người không phải là trả cái tiền thuế này nha. Nhưng mà khi mà đối tượng thứ ba là mọi người phải lưu ý nha. Mọi người phải trả cái tiền này. Thế nên là khi mà bán căn hộ thì mọi người mua căn hộ rồi bán căn hộ là mọi người lưu ý. Đó, nên mình phải thực hiện đúng. Còn các cái thuế về thu nhập cá nhân thì vẫn phải đảm bảo đó nha. Đấy. Là nếu mà tính ra sơ sơ thì cũng mất vài chục triệu thêm khi mà chúng ta chuyển nhượng cho không phải là đối tượng mua nhà ở xã hội nha mọi người. Đó. Còn chứ một số bạn tư vấn á, là sau 5 năm bán như nhà ở thương mại thì không phải nha. Đó. Đó là chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa đối tượng mua nhà ở xã hội và đối tượng không thuộc diện mua nhà ở xã hội nha. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn á mọi người. Ok, chúng ta lên xe và chạy lòng vòng khu vực này một tí nha. Để hiểu thêm về cái khuôn viên của dự án Lamer, xem thử tiến độ này như thế nào rồi. Tại dự án này mình đi hoài à, cách đây một tuần mình mới đi này. Mọi người quan tâm thì là biết ngay. Dự án này hôm trước mình có giới thiệu một căn bên hướng Đông Nam này tầng 4. Thế nhưng mà bữa nay là bị chủ nhân mới hốt rồi. Đó, hôm nay thì mình cũng có một số căn ở phía Tây Nam á, nó hơi nắng một tí. Khi mà chưa có cái tầng mà chưa có cái tòa mới á mọi người, view nội khu, nhưng mà giờ thì ở giai đoạn đầu thì hơi nắng tí. Nếu mà mọi người quan tâm thì IBT nha, hoặc là những căn Đông Nam ở phía trong bên kia. Đấy, cái tòa C2 á mọi người, mặt kia là đọc cũng Đông Nam này, mặt này cũng Đông Nam đúng không. Đấy thì đang có một số căn ở trong đó thì nó cũng view cũng tương đối trắng với tòa này nhưng mà cũng ok. Và một số view Tây Nam giá tầm khoảng 800-900 mà mọi người, không rẻ hơn được nữa. Nếu mọi người muốn rẻ hơn thì chúng ta có thể tham khảo cái căn hộ của Lamer 1. Nhưng mà nếu mà rẻ hơn hiếm hoi lắm nha. Thì những căn view núi thì nó sẽ rẻ hơn. Hồi khoảng 700-800 mà mua được rồi, 780-801 thì mua được. Thì hôm nay vẫn có nhiều căn giá đó nhưng mà view núi nha, phải rõ ràng để anh em hiểu chứ không anh em bảo
giá đó mà đòi view đẹp bên ngoài thì hơi khó. Ở đây thì tỷ lệ lắp đều đò, lắp đòi ngon nghe, đầy quá đầy luôn. Đây là cái dạng như tòa nhà liền kề ở phía trước, đông vui lắm. Trời, nãy giờ đứng nắng vào đây nó mát, nó hón gió nó mát quá trời luôn. Bên kia là gara quyền nha mọi người, mới đấu giá xong à. Đây, qua cái trường lái đây, đi xuyên qua bên kia, chỗ có cái xe xanh xanh kia là gara quyền nha. Qua tới dưới đây, không, phải qua thêm một đoạn nữa là mới tới gara quyền. Phía bên trong đã mới đấu giá xong, giá 2 tỷ rưỡi là thấp nhất không mọi người. Lô 80m² nha, mặt tiền để ở Trạng Quỳnh á. Đấy, lát nữa ok thì mình qua đó mình quay lại để mà mọi người xem. Đấy, còn đây là công viên bên trong. Ok, vô mình đi đảo một vòng để cho mọi người thấy cái công viên bên trong nha. Ok, đây là cái công viên này, buổi chiều mát dễ sợ. Tính ra thì ở vực này giờ cũng sẽ đông vui, nên là nếu có điều kiện thì chúng ta có thể là lựa chọn căn hộ này. Có nhiều cái dự án nhà ở xã hội để mọi người lựa chọn nha, chứ không phải là riêng về dự án La Mơ. Thế nhưng ở một góc nhìn về sống tận hưởng mà cũng tương đối là gần trung tâm thì dự án này là đáp ứng được, là một giá khá là tốt để cho mọi người lựa chọn luôn, chứ không phải là Thi cũng muốn chia sẻ mọi người này. Thì nếu về phục vụ làm video thì Thi cũng hỗ trợ là đã giới thiệu về cái dự án nhà ở xã hội. Chứ thực tế để bán một cái nhà ở xã hội như vậy, chủ đầu tư không có trả hoa hồng cho các bạn sale như mình nha. Chủ đầu tư không có trả đồng nào hết á. Để nên là nhiều khi á là các bạn sẽ cọc trước rồi bán trên lên khoảng 5 đến 10 triệu, 15, 20 triệu gì tùy vào căn đẹp căn xấu các bạn bỏ tiền để bạn cọc á, để bán trên so với giá đầu tư những căn tương đối đẹp để cũng có chi phí đi lại, cũng giới thiệu khách. Chứ nhiều khi mọi người đi 5-7 lần đâu có mua đâu. Còn nếu mà mọi người mà thấy là tốn tiền cho sale quá thì mọi người có thể ghé vào trong cái văn phòng chủ đầu tư mình mua luôn, và hỗ trợ cái hồ sơ của mọi người nó rất là khó khăn nha. Đấy, nếu mọi người xem đến đây thì mọi người cũng hiểu cho các bạn xem bán nhiều căn nhà ở xã hội thì thấy rất là phức tạp và rất là đau đầu, còn bán nhà thương mại thì đơn giản hơn nhiều nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.